tập boxing gần đây được 4 tháng. I start boxing at 19 years old. Thầy thủ của mình là thích thuật. Ngoài. Điểm mạnh của mình là đòn tay sau. Stress data. Điểm yếu của mình là bộ pháp và ra đòn không chậm. Defending. Nó về bộ pháp thì nó rất linh hoạt và chỉ rất căng. I train in boxing for MMA. Mà ngoài boxing thì mình có tập tán thủ và bơi lội. I train for judo and MMA. Thì mình sẽ làm một huấn luyện viên cá nhân. I like building house. Mình là huấn luyện viên cá nhân một bên tập. Now I learn English and Vietnamese. Thứ nhất của mình là đi phượt. My hobby is learn language, any language. I like football. Món ăn yêu thích của mình là các món miền Trung. I like many fruit. I like drink coconut many times. Mình có người yêu rồi. No. I'm not a girlfriend. Là người biết quan tâm và chia sẻ lúc mình yếu đuối nhất. I like any girls. Mình sợ bị chấn thương nhất. God and hell. Sẽ trở thành một huấn luyện viên cá nhân pro nhất. I want to win an MMA and football world championship.